bạn đến với kênh của em Ngọc Vlog. Thì hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn về cảnh xà lan, giải trí bơi lội nha các bạn. Nếu các bạn thích kênh của em Ngọc Vlog thì hãy like, đăng ký để ủng hộ em Ngọc, có động lực làm những video tiếp theo hay hơn nha các bạn. Có chiếc xà lan nha các bạn. Chiếc xà lan này chở những cái đồ để người ta tẩu gì đó các bạn. Ngọc cũng dành, Ngọc thấy lớn quá Ngọc quay đó, thì mời các bạn xem tấm lội giải trí. Gình, cái gình này các bạn, nó sợ. Ni 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 ơi ni, chuột mi ơi, chuột mi ơi, nó sợ mà nó nằm trong đó luôn. Trời trời trời, ổng hồ đó kìa, ổng hồ kìa.
Làm hồ rồi nha, thở đứt lại rồi nha. Nó ngươi 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 kìa. Xem chủ nhà tắm đó các bạn đó. Đập bụng coi. Ừ, đó, đập được rồi đó. Lỡ chưa có sao không á. Đập mạnh lên. Đập bụng mà dài á, mình mới biết rồi. Tao thả thiệt nha, tao thả thiệt nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.